Xin chào cả nhà, em lên sóng tiếp một con máy lọc không khí Daikin CK70 vầng trăng. Một chiếc máy màu cà phê, để mã số 3. Hình thức nói chung là nguyên chất bãi, còn rất ok. Cái chiếc này em bán là 2 triệu 9, bảo hành 1 năm các bác nhé. Máy đã được thay màng mới, đầu biến áp điện 220V, mọi chức năng hoạt động chuẩn chỉ. Đấy. Cảm biến ẩm báo chuẩn, mọi chức năng hoạt động ok hết thôi nhé. Cái chiếc này thì nó sở hữu hai cổ lọc tĩnh điện hai bên, nó là thế hệ sau của Daikin đồng hồ tròn, đồng hồ vuông, sau đó là đến Daikin vầng trăng này. Thực ra về cơ bản thì cấu tạo thì cũng không có gì khác biệt, cấu tạo vẫn hai cổ lọc tĩnh điện hai bên, màng lưới thô, màng HEPA, thanh dimmer. Đấy, nhưng mà nó chỉ là nâng cấp về mẫu mã và hình thức lên thôi. Cơ bản thì cũng không có gì khác biệt nhiều so với các thế hệ trước. Công nghệ dimmer. Đấy. Bật ý ông bù ẩm đúng không nhé. Các chế độ lọc khí. Eco hẹn giờ. Tắt bật đèn này. Có giữ 2 giây thì khóa trẻ em. Cái riêng này là khu vực bình nước bùa. Đợt này nói chung là máy lọc khí quá rẻ, 2 triệu 9 rẻ bằng gần nửa ngày xưa. To, bình nước to. Đầu ẩm vẫn còn rất ok này các bác nhé. 2 triệu 9 cho một chiếc máy lọc không khí Daikin vầng trăng, xuất 2014, CK70, 75W, dùng cho phòng khoảng 50 đến 55m2 trở lại. Các bạn đang có nhu cầu mua lọc khí cho gia đình thì các bạn liên hệ chiếc này, nhưng mà giá thành quá hợp lý, làm sao mà bán cái giá mà tốt nhất cho các bạn. Hôm nay chất lượng không khí khá là tốt rồi các bạn nhé, chiều hôm qua chất lượng không khí kém lắm, vào máy thì nói chung nó vẫn sẽ tốt hơn nữa. Nếu bác nào có nhu cầu lấy chiếc này các bác liên hệ nhé, mã số 3. Các bác mua thì báo đúng số cho. Chào các bác.